Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2013, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Trường Trung học phổ thông đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới. Sẽ tiến hành điều tra đo đạc khảo sát về địa chất, xác định rõ nguyên nhân để khoanh vùng các hố tử thần. Xe dù lại hoành hành tại Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Barack Obama cân nhắc một hành động có quy mô hạn chế nhằm vào Syria. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 8, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 4 tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Đây là trường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới 2013-2014. Sau 2 năm xây dựng với kinh phí hơn 162 tỷ đồng, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ đã được quy hoạch ngay trung tâm hành chính quận 4 với diện tích rộng 10.000 m2, gồm 1 trệt, 3 lầu, 45 phòng học và 20 phòng chức năng. Công trình hoàn thành với cơ sở khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô và học sinh trong công tác dạy và học. Trong năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 2.875 phòng học, 699 phòng chức năng và đầu tư gần 3.000 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Cũng như các đợt nghỉ lễ khác, hôm nay ngày 31 tháng 8, ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tình trạng xe khách đón trả khách sai nơi quy định xung quanh khu vực bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra. Đáng nói hơn là tại các điểm nóng, không hề có bất kỳ một lực lượng chức năng nào xuất hiện để xử lý. Ngay từ sáng sớm hôm nay, tất cả các xe khách chạy tuyến Đà Nẵng-Huế sau khi rời khỏi bến xe trung tâm Đà Nẵng đều đứng bắt khách trước khu vực bến xe trên đường Tôn Đức Thắng, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ngoài việc cho xe di chuyển chậm để phụ xe xuống chờ kéo khách, một số nhà xe còn ngang nhiên dừng xe ngay tại khu vực cấm để bắt khách. Trong khi đó, trên đường Trường Chinh từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm, hàng chục chiếc xe khách các tuyến Đà Nẵng Tam Kỳ, Đà Nẵng Quảng Ngãi và Đà Nẵng Quy Nhơn xếp thành hàng dọc đường để bắt khách. Riêng khu vực chân cầu vượt Hòa Cầm đã xuất hiện một bến cóc, mặc dù đây là nơi cấm đón trả khách. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự VTC tại Đà Nẵng, tình trạng xe khách đón trả khách sai quy định còn diễn ra đến buổi chiều hôm nay. Tuy nhiên, tại các khu vực trên không có bất kỳ lực lượng chức năng nào có mặt để xử lý. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tranh thủ dịp nghỉ lễ này, người dân đã tập trung đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, ghi nhận của phóng viên thời sự vào sáng nay. Đã gần 11 giờ trưa, dòng người vào siêu thị mua sắm vẫn không ngừng tăng cao. Mọi người tới đây để mua sắm hàng hóa, để xem hàng hóa hay thậm chí chỉ để lấy không khí ngày nghỉ lễ trong siêu thị. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 em ra các cháu đi chơi và lại nhân tiện để mua các đồ về nhà dùng. Trong những ngày nghỉ này thì cho các cháu vào siêu thị thì được vừa được chơi vừa được tham quan và được học hỏi. Cho các cháu đi thì nó có nhiều những cái bổ ích, nó học hỏi hơn. Cháu thích đi tham quan mua đồ chơi siêu thị. Còn bạn sinh viên Thu Quỳnh, tranh thủ mấy ngày nghỉ không về quê, cũng tới siêu thị này vừa tranh thủ mua sắm một số đồ thực phẩm, vừa để tham quan hàng hóa. Sắp tới cũng là mùng 29 em được nghỉ, cũng không về quê nên là em đi mua sắm. Nếu như những năm trước đây, khi hệ thống siêu thị chưa có nhiều hàng hóa, thì mọi người thường đi chợ hay các cửa hàng ngoài phố để mua sắm vật dụng. Thì giờ đây, khi hàng hóa trong các siêu thị đã phong phú và mức giá cũng hợp lý hơn, thì xu hướng tới siêu thị mua đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình, nhất là trong những ngày nghỉ lễ như dịp này. Đại diện các trung tâm mua sắm cũng cho biết, trong dịp nghỉ lễ dài ngày này, các chương trình khuyến mãi cũng được đưa ra nhằm kích cầu sức tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ kéo dài trong 3 ngày. Mặc dù là thời kỳ thấp điểm của ngành du lịch, nhưng các doanh nghiệp lữ hành cũng tung ra nhiều chương trình sôi động với nhiều mức giá hấp dẫn du khách. Và để đảm bảo cho du khách trong dịp này, ngành du lịch cũng tỏ rõ quyết tâm trong việc dẹp bỏ những hiện tượng làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch của nước nhà. Với 3 ngày nghỉ liền kề, đủ để du khách thiết kế các tour du lịch ngắn ngày. Nắm bắt được xu thế này, ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp lữ hành đã tung ra nhiều chương trình tour đặc sắc nhằm thu hút khách.
nhiều tour du lịch hấp dẫn, giảm giá vé đến từ 30-80% như các tour như là tour Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, và đặc biệt là chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ không đổi. Và vào dịp này thì ngoài ra thì chúng tôi còn đưa ra rất là nhiều các quà tặng hấp dẫn. Tour thì phong phú, giá giảm mạnh. Các doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng là sẽ thu hút được một lượng lớn du khách đi tour dịp mùng 2 tháng 9, tạo đà bứt phá cho thị trường du lịch đang bước vào mùa thấp điểm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù các tour có giảm giá thì cũng không mấy đắt hàng. Không có cái sự đột biến về giá, cũng không có vấn đề về cháy tour, cũng không có vấn đề về ồ ạt về cái chuyện đặt dịch vụ hoặc là vui chơi giải trí của du khách. Bên cạnh chuyện kinh tế khó khăn, người dân cũng trở nên đắn đo, cân nhắc hơn trong việc chọn tour. Còn bởi một lý do khách quan nữa là ngày nghỉ quốc khánh hôm nay rơi vào thứ hai. Người dân chỉ có 3 ngày để nghỉ lễ, vì vậy sẽ không có nhiều điểm đến phù hợp để lựa chọn. Năm nay thì nói chung là cái tình hình kinh tế nó có khó khăn, cái đó là nó làm cho cái khả năng mà đi du lịch của nhiều gia đình là không phải làm được như mọi các năm khác. Cho nên là đa số những gia đình mà có xe riêng hoặc là có điều kiện thì đi quanh Hà Nội. Gia đình cô chỉ chọn tour đi gần thôi, bởi vì là cũng ngắn ngày thôi mà, 3 ngày 2 đêm thì cũng nói chung là cũng phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, công việc rồi thì gia đình. Để tăng cường việc đảm bảo an toàn cho du khách trong dịp Quốc khánh, ngành du lịch cũng đã cho thành lập nhiều trung tâm hỗ trợ khách du lịch và đường dây nóng giải quyết các khiếu nại. Không phải đến tận bây giờ, công cụ tiếp nhận phản hồi của du khách mới được ngành du lịch quan tâm. Nhưng chỉ khi môi trường kinh doanh du lịch rơi vào cảnh báo động như hiện nay, thì việc thành lập các trung tâm này mới thực sự được cho là cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là công cụ này có thực sự hữu hiệu. Và chúng tôi cho rằng đấy là một cái biện pháp tốt để chúng ta tạo điều kiện cho du khách có một cái chỗ để người ta bấu víu vào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc chắn là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là có đầu tư cái lực lượng con người cho nó tương xứng hay không, và họ có đủ dũng cảm để mà đi giúp cho các du khách khi người ta kêu cứu hay không. Chứ còn kêu thì dễ lắm, thế nhưng mà cứu thì khó lắm. Trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song lượng khách đặt tour dịp mùng 2 tháng 9 thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Thị trường du lịch trầm lắng đã làm các đơn vị du lịch điêu đứng và khả năng lớn không đạt doanh thu. Thực trạng này cũng là lúc các doanh nghiệp nhìn nhận lại chiến lược kinh doanh của mình, từ đó nghiên cứu đưa ra những dịch vụ phù hợp với du khách trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Dịp Quốc khánh năm nay lại rơi vào cuối tuần, nên kỳ nghỉ kéo dài hơn sẽ thu hút được một lượng lớn du khách đến nghỉ dưỡng, đặt trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thêm nặng nề. Dịp Quốc khánh năm nay lại rơi vào cuối tuần nên kỳ nghỉ kéo dài hơn, đặt trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thêm nặng nề. Trong cái lĩnh vực an ninh trật tự, an ninh chính trị thì chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai cho các cái đơn vị nghiệp vụ và đặc biệt là cơ sở nắm chắc cái tình hình về cái an ninh quốc gia, nhất là về cái âm mưu và cái ý đồ hoạt động của các cái đối tượng trọng điểm, kể cả trong và ngoài nước đối với địa bàn. Cái vấn đề thứ hai là triển khai các cái lực lượng để bảo vệ tuyệt đối an toàn các cái mục tiêu, cái địa bàn, các cái tuyến trọng điểm. Về cái trật tự xã hội thì hai cái lĩnh vực là phòng chống tội phạm và cái trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chống cái đua xe, cái lạng lách và làm giảm thiểu cái tai nạn giao thông, thì đây là những cái vấn đề mà nhân dân rất là quan tâm. Nhằm hạn chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh đã đề ra các kế hoạch cụ thể. Theo đó, tăng cường tuần tra kiểm tra trên tuyến quốc lộ 51, các tuyến đường trọng điểm vào thành phố Vũng Tàu và những trục đường nội thị thường xảy ra tai nạn. Thì về quốc lộ 51, thì trong các ngày trước, trong và lễ tuần tra kiểm soát chủ yếu là điều hòa giao thông, không để ùn tắc cục bộ ở các là giao lộ và ở trạm thu phí. Về đối với cái địa bàn thành phố Vũng Tàu, phòng cảnh sát giao thông đường bộ tăng cường hỗ trợ làm cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến đường
mùng 3 tháng 2 và đường 51C. Công tác chủ yếu tập trung vào cái đêm chủ nhật, thứ bảy chủ nhật làm suốt đêm á, tổ chức công tác kiểm soát ở hai cái tuyến đường này với quyết tâm của đơn vị á, là không để xảy ra những hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, làm giảm tai nạn giao thông nhưng không cản trở gây phiền hà, và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và nhân dân tỉnh đến vui lễ đảm bảo an toàn. Đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện kết hợp giữa biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại các cơ quan doanh nghiệp, trinh sát công an tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn đồn đốc lực lượng bảo vệ tại chỗ tiến hành các biện pháp phòng chống trộm cắp, phòng chống cháy nổ. Tổ chức làm tốt công tác phòng ngừa, các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa để sớm phát hiện và điều tra các cái ổ nhóm tội phạm mới hình thành. Thứ hai là nắm chắc tình hình diễn biến của tội phạm hình sự để có cái biện pháp răn đe, gọi hỏi cũng như là đấu tranh kiên quyết với các cái hành vi tụ tập băng nhóm rồi các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đến thời điểm này, lực lượng công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sẵn sàng mọi phương án tác chiến và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn trong dịp Quốc khánh để mọi người, mọi nhà đều được nghỉ lễ vui chơi trong bình yên, hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý. Theo những nội dung tại Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thì từ ngày 1 tháng 9 năm 2013, doanh nghiệp được quyền sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp đã được đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được mua lại một doanh nghiệp khác để hình thành một pháp nhân mới, mua công trái trái phiếu để hưởng lãi. Bên cạnh đó, việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sau gần một năm triển khai thí điểm cấp quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã thu nhận, xử lý thông tin, phê duyệt hồ sơ và in hoàn chỉnh 85.998 chứng minh nhân dân cho công dân. Trong thời gian triển khai cấp thí điểm chứng minh nhân dân mới, có nhiều ý kiến không đồng tình việc ghi họ và tên mẹ cha trong chứng minh nhân dân. Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Công an chủ trì xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định về chứng minh nhân dân theo quy trình rút gọn, theo hướng bỏ tên cha mẹ trong chứng minh nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2011, thành phố đã được chính phủ cho giảm thuế hơn 6.600 hộ thuê phòng trọ với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Năm 2012, Quốc hội cho miễn thuế trên 3.400 hộ với số tiền 13,5 tỷ đồng. Điều này đã gián tiếp làm lợi cho các đối tượng công nhân người nghèo lên đến trên 516 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy số tiền thuế nhà nước giảm không nhiều nhưng đem lại hiệu quả ý nghĩa rất lớn cho hàng triệu người lao động. Tuy nhiên, từ năm 2013, chính sách trên đã hết hiệu lực. Từ thực tế đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị chính phủ xin Quốc hội xét miễn 100% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với những chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà tại địa phương này. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa thông báo tạm ngừng sử dụng hai lô thuốc cản quang Senetic 300mg trên 50ml sau khi xảy ra một số trường hợp phản ứng có hại. Theo đó, hai lô bị ngừng sử dụng là 12WC034A và 12WC027C, số đăng ký VN497607 do công ty Gaxbe của Pháp sản xuất, công ty Hyphen Marketing and Technical Service đăng ký. Thuốc cản quang là những loại thuốc được tiêm vào trong cơ thể để làm gia tăng khả năng thấy rõ tổn thương khi chụp X-quang. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng sụt lún đất ở nhiều địa phương gây thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Mới đây nhất vào ngày 26 tháng 8, một vụ sụt đất nghiêm trọng tại tổ 50, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gây hoang mang cho 7 hộ gia đình sống quanh khu vực này. Để đánh giá cũng như hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Vũ Cao Minh, chuyên gia địa chất, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Vũ Cao Minh ạ. Thưa ông, là như chúng ta đã biết thì thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ sụt lún mà hay còn gọi là hố tử thần ạ. Ở một số địa phương, ví dụ như là
ở Cẩm Phả Quảng Ninh hoặc là huyện Thanh Ba của Phú Thọ thì gây thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Là một chuyên gia trong lĩnh vực địa chất thì ông có thể đánh giá ra sao về hiện tượng này? Cái Phú Thọ Thanh Ba theo tôi biết thì ở đây là cái hiện tượng này đã xảy ra cách đây nhiều năm. Đúng rồi. Đó, cách đây phải đến vài, theo tôi biết là còn lâu nữa. Thế thì bây giờ lại xảy ra thì chứng tỏ rằng nó còn tiếp tục nữa. Đúng rồi. Và như tôi cũng được qua thông tin ấy, thì các cái hố này tương đối lớn, lấp mãi mà chưa được chẳng hạn. Thì cái đó có thể thấy là cái vườn, cái nguy cơ nó tiếp tục xảy ra và cái mức độ nguy hiểm rất lớn. À, thế thì cái vấn đề sụt lún mặt đất ở Việt Nam là vấn đề lớn chứ không là vấn đề nhỏ nữa. Đúng như vừa nói thì hiện tượng này đã từng xảy ra và nó sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới ạ. Như người theo như người dân ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ thì họ cho rằng là nguyên nhân của cái hố tử thần này là do việc nổ bom mìn khai thác đá. Ông có thể cho biết là việc nổ bom mìn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến từng địa chất và tác động của nó thì trong vòng bán kính bao nhiêu ạ? Cái như tôi biết đấy, ở Thanh Ba, Phú Thọ thì tỉnh Phú Thọ đã cho nghiên cứu, khảo sát nghiên cứu vấn đề này rồi và kết luận nguyên nhân chủ yếu của nó là cái hiện tượng ta gọi là hiện tượng hang động Caster. Tôi phải thấy ngay nguyên nhân cái đó đã. Thế còn lại những cái tác nhân khác có thể gây kích động thì ví dụ như là chị Thanh vừa hỏi đến cái khai thác đá và nổ mìn thì theo tôi nó tùy vào phải đánh giá cụ thể hơn chứ không thể nói ngay ở đây. Ví dụ tôi nói nếu anh khai thác đá mà sâu xuống, ví dụ tôi nói trường hợp giản đơn đã, anh khai thác đá nông trên mặt đất mà chỉ khai thác bình thường thôi, tức là khoan xong rồi anh đậy đá ra thì cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu mà anh khai thác sâu bắt buộc anh phải hút nước cho nó khô đó, thì bắt đầu là có chuyện, tức là anh khai thác hút nước vào thì bắt đầu anh tác động cho cái quá trình caster với vận chuyển ngầm dưới lòng đất nó mạnh hơn thì đó lại là kích động. Hoặc nổ mìn chẳng hạn thì theo tôi là nổ mìn cũng có tác động, còn cái bán kính thế nào phải tính cho nó cụ thể. Ví dụ như nổ mìn mà cái khối lượng lớn thì cái bán kính ảnh hưởng nó xa, còn nếu mà bán kính mà cái khối lượng nổ mìn nhỏ thì bán kính nó nhỏ. Ông có khuyến cáo gì đối với những người dân ở trong khu vực xảy ra hiện tượng sụt lún ạ, mà cụ thể là việc ứng phó? Nó xảy ra có cái thì rất nhanh, đột ngột, thì lúc đó là chỉ có cách là sơ tán kịp thời. Cái loại mà dưới nền nhà đấy, nó có cả một hang động nó sập thì lúc đó là chỉ có cách là tự cứu mình và ra khỏi cái khu vực ấy. Còn thứ hai nó loại trẻ nó xảy ra từ từ. Đó, xảy ra từ từ thì có thể nó có những cái nó có biểu hiện nhẹ ban đầu, những có những cái đường nứt tròn tròn này, chỗ hạ thấp này, sau này có nước chảy vào này chẳng hạn, như thế thì lúc đó phát hiện và lúc đó báo cho địa phương và tìm cách và theo dõi xong rồi có cái phản ứng mà có cái hướng dẫn của địa phương và cái cơ quan chuyên môn đó. Để ứng phó mang tính lâu dài và căn cơ thì theo ông các cơ quan chức năng cần những biện pháp gì để nhằm ổn định từng địa chất và hạn chế sụt lún trong các khu vực dân cư? Mỗi địa phương khi quy hoạch dân cư, quy hoạch phát triển kinh tế thì phải rà lại toàn bộ những các cái tai biến, những cái thiên tai có thể có trên địa phương mình, từ đó để làm quy hoạch. Cái thứ hai nữa, nếu thấy ở khu mình có cái hiện tượng ấy, tôi nói ví dụ như ở Thanh Ba có cái hiện tượng là caster, cái hang động, là xem chỗ nào là nguy hiểm. Đó. Cái việc thứ ba, đó, nếu mà thấy rằng là nó có chỗ nguy hiểm như vậy, đó, tránh một mặt là tránh cho bà con ở cái khu nguy hiểm ra cái chỗ bớt nguy hiểm hơn. Thứ hai là tìm cái giải pháp vào đó nó kinh tế hơn. Chỗ ví dụ như ở Cẩm Phả đông dân như vậy thì người ta xử lý thế nào? Thì bắt buộc cũng lại phải có một khảo sát, điều tra và phân tích thật kỹ để xem là di dân đến mức độ nào và mức độ nào thì có thể ứng phó xử lý nó nhé, để có thể tiếp tục ở đây chẳng hạn. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua ngày 30 tháng 8 đã có cuộc gặp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để bàn về khả năng Mỹ sẽ trừng phạt quân sự đối với Syria liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Trong tuyên bố của mình, ông Obama xác nhận vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang cân nhắc một hành động có quy mô hạn chế vào quốc gia Trung Đông này.
Mặc dù tuyên bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng Tổng thống Obama đã ám chỉ khả năng tiến hành một cuộc tấn công, được cho là sẽ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến nhằm vào các mục tiêu chỉ huy của Syria. Chúng tôi đã tham vấn các bên liên quan và chắc chắn sẽ không xem xét bất cứ hành động quân sự nào liên quan đến bộ binh cũng như một chiến dịch dài hạn. Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc khả năng đưa ra một hành động có quy mô hạn chế để không chỉ Syria mà một số nước khác trên thế giới hiểu rằng cộng đồng quốc tế quan tâm đến việc duy trì quy định cấm sử dụng vũ khí hóa học. Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Obama gọi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Syria là một thách thức đối với thế giới, đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ cũng như các đồng minh. Ông Obama cũng bày tỏ sự thất vọng đối với sự ủng hộ khiêm tốn của cộng đồng quốc tế đối với Mỹ trong vấn đề Syria. Trước đó cùng ngày, Mỹ đã công bố báo cáo do cơ quan tình báo nước này thu thập, theo đó kết luận rằng chính quyền Syria đã tiến hành một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus hôm 21 tháng 8 vừa qua, làm 1.429 người thiệt mạng. Trong buổi họp báo công bố báo cáo trên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết bản báo cáo đã thu thập những bằng chứng có độ tin cậy cao từ hàng ngàn nguồn khác nhau và khẳng định rằng chế độ Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Chúng tôi đã xác định được thời gian và địa điểm mà các tên lửa đã phóng đi. Chúng tôi cũng có những báo cáo chính xác về việc ít nhất đã có 1.429 người dân Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong đó có 426 trẻ em. Những hành động giết người này phải bị trừng phạt, ngay cả khi một số đồng minh của Mỹ không tham gia. Tuyên bố trên ngay lập tức đã bị Bộ Ngoại giao Syria bác bỏ, cho rằng nó thu thập bằng chứng chủ yếu qua những tài liệu không đáng tin cậy trên mạng xã hội. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria cho hay những gì mà Mỹ mô tả là bằng chứng không thể chối cãi là hoàn toàn vô nghĩa và chỉ là những thông tin bịa đặt do các nhóm khủng bố tuyên truyền qua Internet. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay 31 tháng 8 đã có cuộc gặp với đại diện của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để cập nhật những kết quả điều tra của nhóm thanh sát viên Liên Hợp Quốc vừa trở về từ Syria. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Martin Nisky, tất cả các mẫu phân tích sẽ nhanh chóng hoàn tất trước khi các chuyên gia đưa ra kết luận cuối cùng. Trong khi đó, bất chấp lời kêu gọi từ phía Mỹ nhằm lôi kéo các đồng minh tham gia chiến dịch quân sự chống lại Syria, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối kế hoạch trên, đồng thời hối thúc các bên tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Trả lời câu hỏi về nội dung dự kiến trong các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 sắp diễn ra tại Saint Petersburg của Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, nếu có các cuộc thảo luận bên lề hội nghị thì chắc chắn chúng tôi sẽ thảo luận về tình hình Syria. Đây là chủ đề khiến dư luận rất quan tâm vào lúc này và chúng tôi tin rằng cần phải có một giải pháp chính trị kết thúc cuộc khủng hoảng này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow phản đối mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép tấn công quân sự nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cảnh báo việc đơn phương sử dụng vũ lực ở Syria là không thể chấp nhận và điều này vi phạm luật pháp quốc tế. Cùng ngày, Liên minh các quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guinea, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay và Venezuela cũng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình Syria và phản đối tất cả các cuộc can thiệp từ bên ngoài không phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi các nước ngừng đưa vũ khí vào lãnh thổ Syria và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Theo nhận định của giới phân tích, việc Quốc hội Anh bác bỏ đề xuất ủng hộ hành động can thiệp quân sự nhằm vào Syria sẽ gây ra một tổn thất không nhỏ đối với kế hoạch của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với những sự can thiệp của Washington và khu vực Trung Đông. Quyết định của Anh là một đòn mạnh giáng vào chính quyền Mỹ bởi nó sẽ khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc huy động sự ủng hộ từ cả trong nước lẫn ngoài nước. Trong bối cảnh kế hoạch tấn công quân sự của phương Tây nhằm vào Syria còn chưa rõ ràng, thì người dân nước này đã có những chuẩn bị cho cuộc chiến có thể xảy ra nay mai. Tại các cửa hàng ở thủ đô Damascus, bánh mì, thực phẩm khô, đồ hộp cháy hàng, ngoài ra nước uống đóng chai và pin cũng là sản phẩm được tìm mua số lượng lớn, trong khi nhiều người tiếp tục rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Không chỉ có Syria, các quốc gia láng giềng như Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Mỹ tấn công Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng, trong khi đó Israel đã huy động quân dự bị và củng cố hệ thống phòng thủ để đề phòng tên lửa từ Syria và Lebanon tấn công nước này.
không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, bạo lực đã bùng phát trở lại ở nhiều địa phương của Ai Cập trong ngày hôm qua 30 tháng 8, ngày diễn ra chiến dịch biểu tình toàn quốc của Tổ chức Anh em Hồi giáo. Đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh và người dân địa phương đã xảy ra, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương. Truyền thông Ai Cập đưa tin đụng độ bắt đầu khi những người biểu tình quá khích đã dùng gạch đá và chai xăng tấn công lực lượng an ninh chốt giữ trên các tuyến phố chính tại thủ đô Cairo ngay sau giờ cầu kinh buổi trưa. Đáp lại, lực lượng an ninh đã sử dụng súng bắn đạn hơi cay để ngăn chặn và giải tán các đám đông biểu tình quá khích. Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi những người dân khu vực quyết định tham gia hỗ trợ lực lượng an ninh giải tán các đám đông biểu tình bằng việc dùng gạch đá tấn công đáp trả người biểu tình. Các cuộc đụng độ sau đó đã lan sang một số tuyến phố lân cận và người ta đã nghe thấy tiếng súng vang lên tại nhiều vị trí khác nhau. Tôi không phải là người của Tổ chức Anh em Hồi giáo, nhưng tôi có mặt ở đây để nói với quân đội rằng họ không nên can thiệp quá sâu vào chính trị, hãy để người dân nói lên nguyện vọng của mình. Bất chấp lệnh giới nghiêm được áp dụng ngay sau đó, một số người biểu tình vẫn tụ tập gần hai quảng trường Sphinx và Mustafa, dẫn tới nhiều vụ truy đuổi và bắt giữ của cảnh sát kéo dài tới gần sáng ngày hôm nay 31 tháng 8. Theo nguồn tin an ninh Ai Cập, hơn 100 người biểu tình quá khích, trong đó có nhiều người vũ trang, đã bị bắt giữ tại Mohadesin trong ngày hôm qua 30 tháng 8. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực sử dụng đồng euro vẫn ở mức cao kỷ lục 12,1% trong tháng 7 vừa qua, Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường các nỗ lực cải thiện thị trường việc làm, đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên. Phát biểu trước báo giới tại Bruxelles, Bỉ, người phát ngôn Ủy ban châu Âu EC Jonathan Tusk nhấn mạnh: với tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức rất cao như hiện nay, chúng ta cần tăng cường hơn nữa các chính sách như trợ cấp tuyển dụng, cải thiện dịch vụ công cộng, đẩy mạnh liên kết giữa lao động với các nhà tuyển dụng, đào tạo kỹ năng cho người lao động để nhanh chóng ổn định thị trường việc làm. Giới phân tích nhận định, với sự cải thiện của nền kinh tế khu vực châu Âu, thị trường việc làm cũng sẽ tiếp tục có chiều hướng khởi sắc trong thời gian tới. Chúng ta đang nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng về sự cải thiện kinh tế xét trên cả khía cạnh sản xuất lẫn tốc độ tăng trưởng trong vài tháng trở lại đây. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ năm sau, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, điều khiến các quốc gia châu Âu đau đầu là tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ hiện đang ở mức cao. Theo thống kê tại EU, có tới 5,56 triệu thanh niên dưới độ tuổi 25 không có việc làm, bao gồm 3,5 triệu trong Eurozone. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi thanh niên cao nhất vẫn là ở Hy Lạp với 62,9% và Tây Ban Nha là 56,1%. Tại Israel vừa diễn ra hội chợ kim cương quốc tế quy mô lớn, thu hút hàng trăm các nhà chế tác và kinh doanh kim cương lớn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất trong lịch sử hơn 8 thập kỷ hoạt động của sàn giao dịch kim cương ở Israel. Hội chợ kim cương quốc tế lần này đã thu hút các nhà chế tác và kinh doanh kim cương lớn nhất thế giới, trong đó có khoảng 100 công ty đến từ Mỹ, 400 công ty của Israel và 22 công ty đến từ nhiều quốc gia khác, cùng nhiều khách hàng tiềm năng đến từ Trung Quốc. Đây được xem là cơ hội để các nhà chế tác kim cương và khách hàng có thể tiếp xúc trực tiếp. Từ đó các công ty sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tôi cần một số viên kim cương ở những hình dáng đặc biệt. Ở Hồng Kông, chỉ có một hoặc hai nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của tôi. Sau ở đây, tôi lại có rất nhiều sự lựa chọn. Israel là một trong những quốc gia có ngành chế tác kim cương phát triển và thị trường giao dịch kim cương sôi động nhất thế giới. Hàng năm có khoảng 1/3 lượng kim cương thô sản xuất trên thế giới được chuyển tới Israel để chế tác. Kim cương cũng chiếm hơn 1/5 kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp nước này. Mặc dù quy mô sản xuất kim cương ở Israel đang thu hẹp, song việc mua bán kim cương lại trở nên sôi động hơn do ngày càng có nhiều người đầu tư vào loại đá quý này. Chương trình thời sự ngày 31 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.